Alo, chào tất cả các bạn nha, rất vui được gặp lại các bạn. Thì hôm nay mình với ông sếp mình là đi đi đâu sếp? Đi cúng. À, đi cúng đất các bạn ơi. Về đây sếp. Hôm nay mình với ông sếp mình đi cúng đất. Nói chung ông sếp mình bữa nào vui vui thì mình mới quay clip được nha các bạn nha. Bữa nào ổng buồn buồn đó là mình không dám quay. Ổng ghê lắm. Ông nóng lên là ổng cắn các bạn. Đi đường nào, đi đường nào sếp? Đi thẳng luôn, rồi lát quẹo đâm thẳng lên được. Mình đi cúng đất ha sếp. Sếp cũng tình gì đâu quá ha. Mình tính gì đây? Mình tính gì đâu. Đây vô trọng mấy cây số nữa sếp. Xa. Rồi lát ai quẹo đâm thẳng ra. Ra ngã ba đó để trái không là sẽ không rồi. Để xem nói để trái sao đâm thẳng ra là sao? Rẻ quá, đâm thẳng lên. À, dạ. Khó quá. Sếp số ngày cứ coi ba cái phim ấy đi nha. Phim 18 cộng đi nha. Đó. Em nói vậy sếp chết đó nha. Cái sản phẩm đồi trị đó làm gì coi mà. À, hỏi thật sếp nghe dạo này sếp còn quay tay nữa không? Bỏ lâu rồi hả? Sếp bỏ lâu rồi. Sếp mình lúc trước cũng hay quay tay lắm nha các bạn. Nhưng mà sau này sếp bỏ quay tay rồi. Sếp bỏ quay tay rồi, bỏ dứt luôn hay lâu lâu mới còn làm lại nữa sếp? Bỏ luôn. À sếp mình bỏ luôn nha các bạn nha. Vợ con sếp có vợ con là giờ sếp bỏ quay tay luôn rồi. Lúc trước là chú sếp quay dữ lắm. Con mới quay chứ. À. Tại em tưởng là sếp còn quay tay như lúc trước nha. Khu này khu người Hoa không các bạn ha sếp ha. Đúng rồi. Khu này còn người Hoa ở còn. Nổi tiếng xí số xí số. Em làm cho sếp lâu lâu sếp mua cho em một căn nhà ngon ngon cái sếp nha. Được không? Hả? Hả? Chị, được không? Chị mua thì được. Chị mua thì được chứ không mua cho hả? Ừ, tiền nó vậy đây. Em cống hiến cho ship là bao nhiêu lâu thì ship phải có ấy cho em chứ. Ship có nhận em làm đại tử được không? À, hả? Ai mà dám nhận được. Nhận sao nổi mà nhận. Nó cái này tường đi nó sốc quá sếp ơi. Sốc gì từ này đường thì quăng mèo quăng mèo ha. Rồi đó. Rồi hết khúc này là phi một đường thẳng nè. Em chơi hết gà số luôn hả sếp ha. Okay. Nhầm nhò gì hồi đó em chạy hồi đó em chạy Sài Gòn Đà Lạt mà xe em nằm lơ lửng giữa đèo mà còn chưa sao mà sếp quá này nhỏ nói thì sếp nghe nha, hôm nào mà sếp bị ôm á sếp cho em đi ké chứ nha. Xạo quá chạy sếp đi hoài, sếp đi lén đi hoài không sếp nó có đi. Sếp mà không cho em đi là muốn mà mét đó. Mét vợ sếp á. Tính ra là sếp đi cũng phải cho em ké bạn cái. Đúng không? Mình ăn đồng chưa đủ. Sếp không cho em là em mét. Nói rồi đó. Ừ. Cho thì em về em im. Còn không cho em về em mét vợ sếp vậy đó. Kìa đấy. À, khét gì mà khét. Chơi rồi phải chơi chung chứ. Chơi là một người chơi mà người nhìn này. Người chơi người nhìn cay à? À, người chơi người nhìn là cay chứ. Buồn chứ. Khét đấy. À. Em nói rồi đó, sao mà sếp đi uống bia ôm mà sếp không cho em là em về em mét, em nói vậy. Nói rồi. Nói nhiều.
điều nhiều quá ha, xem ha. Ừ, trong này điều chuối. Ủa. Trong này đường cũng ngon mà ngoài đó đường ngoằn ngoèo ha. Trong này ít ít dân mà đường lại đẹp, ngoài kia mà đông dân mà đường lại xấu, ảo quá đấy. Tại vì ngoài kia có mấy cái cống chứ xíu thực chất đường cũng đẹp mà có mấy cái cống nó gồ lên gồ xuống. Dạ dạ. Nhà nước làm cống không có bằng. Là nó cứ lõm xuống kiểu chứ mà làm cống xong rồi nó đi làm đường lên thì nó bị đổ lên khúc. Dạ. Yeah. Giọng nó vậy. Ở trong này xíu có con bầu nào trong đây không? Trước hả? Thì có, trước thì có hả? Rồi chia tay rồi hả? Chị ta lâu chưa? Lâu rồi, mấy năm trời rồi. Giờ con nhỏ đó ship cho em được không? Ờ, có gì mà lúc trước là ship ăn hết chưa? Ăn chứ. Ăn luôn hả? Ăn, phải ăn. À, bỏ tiền, bỏ bạc ra, không ăn thì... Uổng ha? Phí lắm. Đúng rồi, đúng rồi. Quẹo phải, đó, phải. Quẹo phải hả? Phải chứ. Cua hơi gắt nha. Đâu nhà nhỏ đó ở đâu? Ở lúc trên kia hả? Lúc trên kia gần ra đến 18. À. Nó có hai nhà. Hai nhà cũng gần nhau. Kiểu một nhà trong rẫy, một nhà ngoài kiểu mặt đường nhựa này nè. À. Đây đường ngoằn ngoèo quá. Cái mày cua bao cua luôn. Có con nhỏ nào mà hàng dẹt á, ship cho em đi. Đồ con ship ăn mà ship ăn rồi thì ship cho em ăn với tỏ lệ để dành dành giấu giấu làm chi vậy? Búm làm chi vậy? Con nào mà cái gì không xài nữa là ship cho em. Em ăn ké. Ăn mốt gọi là em ăn mốt á, ăn mốt có ship rồi, thấy không? Cũ người mà mới ta. Có gì nữa là cái gì nữa? Ship dành ship ăn cho tràn họng ship hay chi vậy? Hả? Khẹp đấy. Thôi dạo này em hổn ship nhiều quá ha. Để em quen á. Ừ. Để em hổn. Xin lỗi sếp nha. Quay người mất dạy. Sếp đang chửi em hả? Có đâu. Ai mà dám chửi anh. Đường này lúc trước em có đi. Đường này trước là đường bê tông. Đường bê tông hả? Full combo bê tông. À. Nay nó đổ lên nhựa. Không khúc này nhựa lâu nè. À. Có một vài khúc là làm nhựa. Có khúc nó để bê tông nó hẹo vậy đó. Khúc trên kia lúc trước là bê tông rồi nó bây giờ nó thành nhựa. À. Trước hay trước còn chạy trâu chạy khúc này đẹp đẹp lại cái dừng lại chụp hình. À. Không sao không thử bấm bíp 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 bíp. Cái chàng này khó ăn bằng chàng kia, chàng xe kia không không bằng mấy chuyện thôi má này cua mà ba gác chạy cũng ghê quá ha. Ba gác chạy đỉnh cua chót này. Lại đồ cúng đồ ra ha, xem ha. Đúng rồi, để bạn ở trong sân yeah. Nhà nha, chứ không phải bỏ ra ngoài đường đâu. Dạ. Ra ngoài đường tụi nó giật giật đồ cúng. À. Người Tàu, người Việt. Người Tàu, đây, cái nhà màu xanh này. Nó tên gì?
Nó có đó không? Nó có đó không? Không. Nó tên gì? Nhơi. Xin á muối hả? Nhơi. Sầu á nhục à? Tên Tàu. Tên Tàu là phải tên vậy chứ. Không, tên tên nó cái gì Nhơi. Xin sắm cố. Tên Như mà. Sầu lục nhứng. Mày ơi trả nha. Dạ. Yeah. Cô cái cô này hồi trả. À, con đó là ship ăn đồ á hả? Ăn rồi hả? Mẹ đây hả? Mẹ cua kìa. Mày. Con đó nhiều tuổi chứ? Từ lúc mà ship quen nó bao nhiêu tuổi? Nhỏ hơn em tuổi. Lúc xuống ship quen nó là bên nó bao nhiêu tuổi? 17-18 vậy. À, rồi sếp quen được lâu chưa rồi sếp dứt đó. Quen gì mà nữa. Cái mày bữa là lụm rồi hả? Sinh nhật lụm liền, sinh nhật dắt đi nhậu lụm luôn. Sinh nhật nó hay sinh nhật sếp? Sinh nhật em. À sinh nhật sếp rồi xong rồi sếp dẫn nó đi nhậu. Rồi sếp lụm đó. Thì đi sinh nhật về xỉn thì... À sinh nhật về xỉn là cái lụm. Mà lụm ở đâu, lụm ở ngoài đường hay là lụm trong bụi cây đâu hả? Hả? Mang về nhà lụm. À dẫn về nhà lụm. Hai nhà mà nhà à dưới à nhắc cái nhà lụm luôn, cái nhà lụm lụm nó có la gì ô ye ô ye gì không hả? Lên lên hả? Ghê ha, ship cũng ghê ha. Còn ở trong này còn con nào nữa không? Nếu mà không muốn đi đường ngoằn ngoèo á, nhưng mà nó hơi xa xíu thì lát cái đường này nè đâm thẳng ra ngoài kia luôn là nó không ngoằn ngoèo nhiều, nhưng mà nó xa. Ok, em xếp đi tình tình chớ này ngò gì ha. Video mình xin kết thúc tại đây nha các bạn nha. Chân thành cảm ơn các bạn đã xem video. Bye bye. Chào các bạn, em đi sếp. Chào đi sếp. Bye bye. Xin chào mọi người nha. Sếp mình chào các bạn nha. Bye bye.